Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 17 tháng 11 và như đã hẹn thì em sẽ có những cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn sale túi anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để ở dưới góc phải màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và shop em không có miễn phí ship anh chị nha. Em có thu phí ship là 20.000 đồng cho một mã đơn hàng và em hoàn toàn có thông báo ở trên video anh chị nha. Để thôi có trường hợp là anh chị mình mua món hàng rồi sau đó em gửi đi mà cái phí ship 20.000 thì mình không chịu nhận anh chị ha. Tức là em có thu phí ship chứ không có miễn ship và giá em bán sản phẩm rất là rẻ rồi cho nên là em không có miễn ship được anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái túi này. Túi này là một cái túi da bò thật anh chị, da bò thật màu cam và người ta có ánh nhũ như vậy luôn, dán xách tay hoặc là đeo vai ha. Mẫu này thì bằng da thật nhưng mà người ta có xài nhiều rồi cho nên anh chị thấy nó có những cái vết, mình nhìn thấy cái da nó hơi nhầu nhầu ha, nhưng mà tại vì cái da này nó mỏng chứ không phải là rách, không phải là lỗi hư, nó vẫn có độ cũ theo thời gian và xài cực kỳ bền nha, tại nó da thật á. Rồi có khóa kéo miệng đây, bên trong là lót vải nha anh chị nha. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này hôm trước em bán là 150, 180 gì đó và hôm nay em sale 100.000 thôi. Anh chị chốt giùm em mã số là A1, 100.000 thôi. Mình xài đi chợ cũng được anh chị, A1 100k cho cái túi này. Tiếp theo là em có một cái chiếc túi của thương hiệu Renoma, cái này là da bò, độ mới khoảng 85%, hàng vintage cổ điển của thương hiệu Renoma của Pháp ha. Hiệu này thì cũng khá là nổi tiếng rồi. Có khóa kéo đây. Ở trong là người ta lót vải nha anh chị nha. Trong lót vải có 2-3 ngăn như vậy. Đó. Dây đeo chéo luôn. Dây này thì mình có thể tăng đưa được ha. Ở trên cái dây thì người ta ghi chữ là Renoma Paris. Đó, Renoma Paris nha anh chị nha. Rồi, size này rất là dễ xài, màu nâu bò. Size ngang miệng là được 23, ngang đáy là 18, cao lên là được 17 cm. Cái này em sale nhanh cho anh chị với giá là 390, chốt giùm em mã số là A2, 390.000. A2 giá 390 anh chị ha. A2 390.000 cho cái túi này. Tiếp tục. Em có một cái túi da bò, da này của Ý anh chị, nhưng mà cái túi thì nó hơi cũ như vậy nha, có độ cũ. Da bò, cái này mình cầm tay như vậy cũng được hoặc là mình lấy cái dây ra để mình đeo. Có cái dây đeo bằng da này anh chị nha. Lót bên trong là lót da luôn, hàng hiệu của Rodo của Italy. Đó, nó có một cái ngăn như vậy. Rồi một cái ngăn nhỏ bên trong thì lót vải ha. Cái màu da thì nó màu như cau khô vậy đó và nó có những cái trầy sờn trên da. Không có mới ken nhưng mà xài thì nó bền thôi. Rồi, size ngang á là được mấy đó? 27 nè, cao lên là được 19. Rồi sale nhanh cho anh chị cái này với giá là 180 luôn. Cái này bằng da thật nha anh chị. 180.000 mã A3, 180.000 mã A3. Em soạn được ở đây là khoảng trăm mấy cái túi luôn. Nhưng mà em sẽ chia ra thành 2-3 video gì đó anh chị ha. Thì em sẽ giới thiệu liên tục trong hôm nay. Rồi sau đó em chốt đơn đi đơn ha. Và anh chị mua một cái túi cũng thu 20.000 ship. Và mua 5 cái túi em chỉ thu cũng 20.000 ship thôi. Và nhận chuyển khoản đi đơn, không có ship code nha anh chị nha. Đầu tiên là em tiếp theo là em có một cái clutch này là của Dunhill. Cái này là da bò thật và cái da, cái sới da anh chị thấy rất là xịn nha, da cực kỳ dày, da bò hạt, hàng của Dunhill. Và cái cũ nhất của cái clutch này thì nó nằm ở chỗ cái khóa đây, có bị trầy như vậy anh chị ha. Rồi size ngang của túi này thì nó sẽ được có là 26 nhân với lại 18 nhân với lại 5 cm. Khoan khóa thì nó oxy quá nha anh chị nha. Bên trong này người ta lót vải, xài rất là bền, mặc dù nó có oxy quá như vậy nhưng mà xài bền lắm. Bên trong lót vải Dunhill Made in Italy, đẹp xịn anh chị ha. Nhưng mà người ta có xài nhiều cho nên nó có hơi bị sờn, bị oxy quá cái khóa đó. Thì em thấy các anh mình nhiều khi mình có xử lý được á anh chị. Các anh về mình đánh lên cho nó sáng lên á. Cái này em đang bán với giá 900.000 và sale nhanh cho anh chị với giá là 780.000. Giá siêu sale luôn anh chị ha. 780.000 mã số là A4. Sale sốc cho nó hết hàng của ở đây. Rồi sau đó em sẽ lên hàng mới. Hàng mới về nhiều lắm. Có cả túi sách mới, hàng siêu phẩm, có cả nước hoa nữa. Nhưng mà em sẽ ưu tiên bán hàng sale trước ha, cho nó gọn cái chỗ. Rồi tiếp tục thì em có một cái túi này bằng da bò dập vân kỳ nhông kỳ đà. Form này thì mình có thể đeo vai nha anh chị nha, xách tay hoặc là đeo vai, bên trong lót vải. Cái này là da dập vân kỳ nhông kỳ đà chứ không phải là da kỳ đà thật nha. Độ mới nó khoảng cỡ 79-80%, nó có hơi nhào nhào chỗ này, còn góc cạnh thì ok.
Đó, xài cực kỳ bền ha. Dây là dây đeo vai 27, 28 nhân với lại 18 cm. Rồi cái này sale nhanh cho anh chị với giá là 200.000. A5 200, màu đen, dễ xài. Giá này mình đi mua sỉ cũng không có đâu anh chị, cái này là em đang sale á. Các chị mà đi mua hàng bán, mua hàng về bán thì anh chị biết là cái giá mình đi mua sỉ hàng thùng thôi là nó đã cao hơn cái giá này em đang bán lẻ rất là nhiều rồi. Cái này là em bán hàng sale chứ không phải là hàng lỗi nha. Hàng nào lỗi thì em báo ha. Rồi cái này là da bò phối với lại bờm ngựa, độ mới khoảng cỡ 82-85%. Bờm thì nó có một số chỗ nó hơi trầy sờn nhẹ, rất nhẹ thôi. Cái này dính bụi ha, khi gửi cho anh chị thì em lau chùi. Rồi ở bên trong thì là lót da như vậy. Này bờm ngựa nha anh chị nha. Bờm ngựa thì nó phong thủy, nhưng mà nhiều khi những cái mà ví dụ như phơm phơm hộp đồ này kia thì nó giá nó cao lắm. Còn mình chỉ muốn mua xài hàng ngày đồ thôi thì mình đeo cái này là vô tư. Các chị mình đi chợ hay mình buôn bán đồ đó thì mình xài cái này ha là rất là ổn rồi. Size ngang đó là được 26 nè, cao lên là được 16. Cái này em bán cho mình với giá là 500.000. Bờm ngựa ha, giá 500. Mã A6 500.000 cho cái túi bờm ngựa này. A6 500. Tiếp tục em có một cái collet cầm tay đẹp lắm. Cái này bằng da. Đúng rồi, cái này bằng da bò anh chị ha, mới len ken luôn. Cái này hàng mới về mà em chưa có khui lần nào luôn đó. Đó, nó có lộn vô đây ha. Rồi, ở trong là khóa số luôn. Cái này mua tặng được, mua tặng cho thầy giáo đồ được nè anh chị, chưa có xài đâu. Còn khóa số hiện tại là 3 số 0, khóa là mã là AMI, khóa của AMI S ha. Mã khóa đây là 3 số 0 nha. Rồi có dây đeo đây, hàng có hiệu của Khosali. Đó, bên trong là lót da. Đây, nguyên thế giới trong này. Để em test kỹ cái này coi nó phải là da thật không. Rồi, da thật đó anh chị nha. Đó. Đẹp lắm, chỗ này chắc mình mắng cái giết quá. Chưa có xài. Nha, cái chỗ mà người ta dán keo anh chị thấy bên trong nó có hai cái lằn ngay chỗ này nè, mình thấy nó hơi trắng trắng là giữa hai cái mối nối, giữa hai cái keo á, mình thấy cái vết keo ha. Rồi, cái này cũng rất là đẹp. Mới len ken và đựng cả thế giới trong này luôn. Cái khóa thì rất là xịn, hàng của AMI S luôn ha. Rồi cái túi này size của nó sẽ là 25 nhân với lại 16 nhân với lại 7 cm. Cái này anh chị chốt giùm em mã là A7, em bán cho mình với giá là 1.300.000. Bình thường cái này em phải bán 1.500.000 nha anh chị nha, nhưng mà em đang trong chương trình sale cho nên là em bán 1.300.000 thôi. Sale nhanh ha. Cái này là khi mà anh chị nếu mà hết hôm nay anh chị không mua thì em quay trở lại giá cũ nha. Rồi một cái này là của Bailey, cái này chắc chắn là của nữ rồi anh chị, nam thì mình ít khi nào mình xài cái mẫu nhỏ xíu vậy lắm. Size ngang của Bali ha, size ngang là được 28 nè, cao lên là được 20, độ dày là 5 cm. Bali này bằng da bò, độ mới không quá cao đâu, da châu Âu nhưng mà độ mới không mới, nó có độ cũ nhiều như vậy. Này sale rất là nhanh cho anh chị luôn này, hôm trước em bán là 7-800 gì đó. Hàng này của Bali, của Whistleland luôn, lâu lâu mới gặp cái Whistleland như vậy ha. Rồi sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 600.000. Chốt cho em mã là A8. A8 600, rất là VIP và giá rẻ nha anh chị nha. A8 600.000. Tiếp tục em có một cái chiếc túi lông. Lông này là lông bò phối với lại da bò, đẹp cực kỳ luôn. Cái này giá quá rẻ luôn, độc lạ nha anh chị. 26 này nhân với lại 18 này nhân với lại 4 cm, xách tay hoặc là đeo vai ngắn và nó không lỗi lầm, cái lông nó còn mướt lắm. Rồi bên trong là lót vải luôn. Sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 220 luôn. Mã A9 220, A9 220.000 cho cái túi lông. Hình như em còn cái lông hải cẩu không biết bán chưa nữa, em để coi coi, hồi có thì em giới thiệu ha. Rồi tiếp tục, đơn nước hoa anh chị đặt hôm qua thì em vẫn chưa gửi kịp anh chị nha. Em sẽ gom với đơn túi hôm nay nếu mà anh chị có mua thêm ha. Rồi em sẽ đi một lần và chỉ thu một lần phí ship thôi. Em có mới về nước hoa nam, có mấy mẫu của nam đẹp lắm và hiệu xịn đó. Nhưng mà để em tranh thủ em chụp hình trước nha. Tại vì em đang cố gắng giới thiệu túi
để lên nước hoa nữa. Thì thường là nước hoa em chỉ quay một video thôi là hết quay nổi anh chị, tại vì nước hoa mình phải ngửi từng cái đó. Sau khi quay cho anh chị xong khoảng 50 chai nước hoa là bắt đầu em cũng mệt luôn, không có làm việc nổi á, cho nên là để hôm nay với ngày mai em sẽ lên túi ha. Rồi, cái này là da bò đen nha, không phải da rắn đâu, da bò đen mà rất là mới luôn. Dán là xách tay mua tặng, ok. 27 nè, nhân với lại 23. Form này thì hơi cứng tuổi nha anh chị nha. Bên trong thì người ta lót vải và đúng rồi, lót vải ha, rất là đẹp. Cái này em đang bán với giá 9,50 và sale nhanh cho anh chị với giá là 8,50 cho hôm nay ha. 8,50, mã là A10. A10 8,50 nha anh chị. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là em có một cái này. Cái túi này thì nó có đồ cũ nhiều, cái này mình đựng đôi giày hay là mình đựng đồ quăng quật gì giùm em nha, bằng da bò, da miếng đó. Nhưng mà nó cũ, 35 nhân với lại 28, có miệng rút nè, da miếng, da sớ như vậy nè. Màu kem ha, cái này bên trong người ta có cái tag cho mình luôn. Tag nè. Tag test da đó anh chị. Chắc lắm nhưng mà nó hơi cũ. Bán cái này cho anh chị với giá là 60.000. 60 ha, anh chị mua gồm đơn giùm em ha. Chốt giùm em mã là A11. Bán như giá túi vải luôn. A11 60k thôi. Rồi, tiếp tục. Một cái túi da đà điểu siêu phẩm nè, cái này sale. Đấy, túi này là form như là form Kelly to, nhưng mà cái size là size của Birkin nha, nhưng mà cái form là form Kelly, nó không có cái nắp ngay đây. Full da đà điểu màu ghi xám xi măng. 37 nhân với lại 28 nhân với lại 14. Rồi, quen khóa là còn ổ, còn chìa đầy đủ ha, độ mới khoảng cỡ 92% cộng. Ở bên trong là lót nhung, hàng có hiệu luôn, rất là xịn và đựng dừa A4 để ngang. Full da đà điểu, góc cạnh còn rất là đẹp, cái màu của nó như vậy thôi chứ không phải nó cũ nha anh chị nha. Không có độ cũ đâu, dưới đáy có đinh luôn. Đẹp lắm, rất là xịn luôn. Cái này em đang bán với giá là 2 triệu rưỡi và sale nhanh cho anh chị với giá là 2 triệu 3. Mã là A12, 2 triệu 300 là giá em đang sale anh chị ơi. Không không bình thường là mấy cái này em không có sale đâu ha. Em đang có chương trình sale hôm nay cho nên là em sale luôn để mà anh chị mình có thể chốt mua. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là em có một cái này là bằng da. Đó, nó dạng như là dạng cái cặp nhỏ nha anh chị, cái này mới là nam xài nè. Rồi, size ngang đó là được 27, cao lên là được 21, độ dày là 4 cm, khóa chìa. Rồi, ở bên trong này thì là lót da tổng hợp nha anh chị nha. Đó, nó có nguyên vậy nè. Rất là nhiều ngăn luôn. Để em coi cái này coi test kỹ là coi nó phải da thật không. Cái phần mà da hạt nè. Cái này á, không phải full thật anh chị ơi, nó chỉ có da thật ở phần mà viền này thôi, còn cái da hạt này là da tổng hợp cao cấp nha. Mất cái chìa khóa rồi, nhưng mà còn đẹp dữ lắm, mới dữ lắm anh chị. Em đang bán cái này 550 và khuyến mãi nhanh cho anh chị với giá là 480. Mã số là A13 480.000. A13 480 à. Rồi, tiếp tục. Một cái túi đà điểu màu xanh. Hôm nay là siêu phẩm gì em cũng lau ra em sale hết. Túi đà điểu màu xanh lá cây nha. Form này là form như cái xô vậy anh chị, đẹp lắm. Độ mới cao khoảng 90% cộng ha. Màu xanh cũng hơi hiếm gặp á. 26 nhân với lại 26 nhân với lại 12. Dáng thì xách tay hoặc là đeo vai ngắn giùm em nha. Lót là lót nhung. Rồi, ở bên trong đây thì là lót nhung hết nha, không có ngăn nào lót phun sơn hết anh chị yên tâm. Cái này em đang bán với giá là 1 triệu rưỡi và sale nhanh cho anh chị với giá là 1350 cho video này ngày 17 anh chị nha. 1350. Cái này em đang cố gắng sale cho hết hàng. Khi mà anh chị không mua theo giá sale này á, thì em quay trở lại giá cũ ha. 1350. Tại mấy này hàng siêu phẩm nha, lâu ra sale thôi chứ không phải là hàng cũ kỹ gì đâu. Rồi, một cái lăn sale nè. Lăn sale này đẹp dữ lắm. Màu xanh nha, bằng da bò đó anh chị, hàng hiệu xịn rất là VIP luôn. Cao lên là được 24, ngang là 20, độ dày là được 4 cm. Khoan khóa có hơi trầy rất là nhẹ thôi, nhưng mà cái mẫu dáng này lâu lắm rồi em mới có về được một cái nè. Khóa chìa anh chị ơi.
khóa chìa, còn chìa khóa, còn dây đeo, mẫu này nam nữ xài được. Nhưng mà nam thì mình lưu ý cái dây này nó dây mảnh chứ không phải là cái dây to nha, cái form dây nó không to. Nhưng mà mẫu này thì người ta thiết kế cho nam á, mắt in răng, bên trong là lót da tổng hợp, rất là xịn, đẹp lắm. Hàng hiệu VIP của Lăng Xeo và lâu lắm rồi em mới có về được cái mẫu này á anh chị. Cái mẫu mà dạng đeo chéo đứng á, từng khoen khóa người ta nhập hiệu hết luôn. Lăng Xeo bây giờ người ta có web ở Việt Nam rồi đó, giá cao ngất ngưỡng luôn. Cái này em đang bán với giá là 1,5 triệu và sale nhanh cho anh chị với giá là 1,4 triệu. Chốt giùm em mã là A151400, A151400 cho cái túi này. Rồi tiếp tục, em có một cái clutch cầm tay, cái này thì sale nhanh nè. Cái này thì hàng của Ý anh chị, da bò xịn lắm, nhưng mà cái phần góc này nè, người ta có phun một cái lớp gì đó lên á, cho nên là khi mà người ta xếp á, thì nó có bị răng cái phần ló ở phần góc, mấy cái chỗ người ta xếp nhiều quá thì nó bị răng như vậy nha. Em bán giá lỗi luôn. Cái này là khóa số nè, hiện tại là nó phải là 260 mới đúng nha. Bên trong thì cái lót nó hơi trầy nhẹ, nhưng mà nó là lót da thật cho nên cũng không ảnh hưởng gì đâu. Rồi, cái này đẹp lắm, độ mới còn cao, size ngang là 24 nhân với lại 17, đã có báo lỗi anh chị nha. Sale nhanh cho anh chị cái này 500.000, A16 500, xài là vô tư á, đẹp nữa, mà lại khóa số của Ý nữa anh chị. A16 500.000, cái màu rất là đẹp. Rồi, tiếp tục. Em có một cái túi da bò màu xanh, cái này sale hôm nay sale xúc baga luôn nè, thử coi có chị nào thích không. Cái này nó đẹp lắm anh chị ơi, form dáng nó cũng đẹp, nó đựng được rất là nhiều đồ bằng da thật luôn. Size 25 nhân với lại 21 nhân với lại 8 cm, dáng sách. Rồi bên trong là lót vải luôn nha. Cái này em đang sale giá rất là tốt luôn. Rồi sale hôm nay cho anh chị cái này 250. Chốt giùm em cái đó đi anh chị ơi, 250 ha, rẻ lắm. Mã số là A17. Lưu ý là cái giá em báo trên video là giá chưa có cộng 20.000 ship nha anh chị nha. Anh chị mua một sản phẩm hay là mua 5 sản phẩm em vẫn tính phí ship, và em không có ship code cho nên là thu phí ship 20.000 đồng cho một đơn hàng hết anh chị ha, không có ship code. Rồi tiếp tục, siêu phẩm sale luôn, da là điểu đây, phơm trống nè, kiếm cái thứ hai hơi bị hiếm luôn anh chị. Cái màu rất là đẹp, con đà điểu này nó già, da nó dày và lỗ chân lông nó to ha, màu đẹp cực kỳ, độ mới siêu cao, phơm dáng sang chảnh luôn, đẹp lắm. Size ngang là được 32 nhân lấy 23 nhân với lại 14. Cái này thì chỉ xách thôi, không có dây đeo chéo nha. Bên trong là người ta lót da, bên trong lót da thật, và cái lót da thì nó có hơi chạy nhẹ chút xíu, khoảng còn 92-93%. Còn bên ngoài là nói chung là cầm lên là biết mình hà xài hàng VIP rồi đó, siêu VIP luôn. Mấy cái da đà điểu mà anh chị đi đặt hàng người ta, hoặc là mình đến những cái chỗ mà người ta nuôi đà điểu, người ta bán túi cho mình đó, giá mấy chục triệu không, không có rẻ đâu anh chị. Mình chỉ có mua hàng si nó mới có được giá rẻ vài triệu cho những cái túi siêu phẩm như vậy thôi. Cái này em đang bán với giá là 2,8 triệu và khuyến mãi nhanh cho anh chị với giá là 2,650. Mã là A18 2,650. Da đà điểu của hàng si tụi em á là bán giá rất là tốt, tốt cực kỳ tốt luôn, so với cái chất lượng cũng như là so với cái giá thị trường của cái hàng da đà điểu của anh chị. Nhưng mà đa số mình lại không gặp được những cái độ mới siêu cao. Lâu lâu mình gặp mấy cái mới cao cao như vậy vài triệu thì mình đã thích rồi, thì mình cứ chốt anh chị ha. Cái này là da tổng hợp, có hơi trầy nhẹ chỗ này luôn. Da tổng hợp nha, dập vân cá sấu. Rồi bên trong là có dây đeo, khoen khóa thì còn sáng nhưng mà nó da tổng hợp. Màu nó màu hơi trắng trắng ngà ngà. Có một cái vết trầy cấn nha, kiểu như dập dộp á. 25 ngang đáy là 27, cao lên là 23. Sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 150, mã A19 150. A19 150. Một cái túi này là da bò. Da bò đan rất đẹp luôn, cái này sale siêu nhanh cho anh chị luôn nè. Cái quai thì nó có hơi có cấn nha anh chị, các cô mình xách vẫn vi vu thôi. Ở dưới là da bò dập vân rắn, người ta đan, bên trong là lót vải luôn. Sale cái này luôn. Cái này các cô về sách bình thường 28 nè, nhân với lại 18 150 luôn, rẻ dữ dội, bằng giá túi vải thôi đó. A20 150.000. Rồi một cái túi này là của Nina Rixi. Nina Rixi này thì nó cái lót nó là lót phun sơn ha, mình về mình có thể xài đỡ thời gian rồi sau đó mình cắt cái lót.
Hiện tại thì lót phun sơn mà nó hơi rít nhẹ rồi. Sau đó mình cắt cái lót đi là ok. Cái này em bán giá lõi nha anh chị nha, hàng của Ninaxi của Pháp, 27 nè, nhân với 32 nhân với lại 21, dán sách. Rồi, ở trong đây thì là lót phun sơn như vậy ha. Hiện tại thì thấy chưa dính đồ nhưng mà mình cảm giác nó rít rít nè. Rồi xem nhanh cái này cho anh chị với giá là 120. Mình cắt bỏ cái lót đó đi thôi là mình xài là Vivu. Cái này bên ngoài còn mới lắm. Mã là A21, 120.000 cho cái túi này. Một cái túi da bò. Ở trên cái nắp thì người ta dập vân điểu phơm tròn. Size ngang là được 25, cao lên 22, độ dày là 7 cm. Rồi bên trong là hàng có hiệu của Italy luôn, mất cái dây đeo. Trong là lót da nha anh chị nha, hàng hiệu của Italy. Đẹp nha, cái này đẹp á. Rồi sale rất là nhanh cho anh chị cái này với giá là 480. Sách dày rất đẹp. Đó. 480, mã là A22. Em bán giá này là em đi mua hàng lại không có đó anh chị. Tại vì em đang sale thôi, không có giá rẻ. Hàng si chứ không phải là hàng kiểu mà đổ đóng đâu anh chị ha, cho nên là giá nó cao lắm. Kể cả mình đi mua hàng về bán cũng không có giá rẻ luôn. Nhưng mà bắt buộc mình em thì em thường thích săn những cái hàng độc lạ, hàng da xịn của Ý, của Đức đồ đó. Nhưng mà mấy cái đó thì giá nó cao, cho nên là gần đây em mới có thêm cái mảng là túi nữ, những cái sản phẩm túi mà giá nó bình dân một chút xíu để cho các chị các cô mình có thể săn, mình mua mình sử dụng ha. Còn trước đây là em định hướng là em bán hàng giá cao, nhưng mà 6-7 triệu, 8-9 triệu một cái túi thì thứ nhất là mình đi săn rất là khó, thứ hai là mình bán nó cũng không có được nhiều, cho nên là bắt buộc em cũng phải có thêm cái những cái sản phẩm hàng giá rẻ hơn, 100, 200, 300, 400, 500 triệu đổ lại thì nó bình dân hơn để cho mình phục vụ được cho nhiều khách hàng hơn. Chứ mà nguyên lý là đi săn hàng là vẫn săn hàng VIP anh chị ha. Rồi cái này là bằng da lông hải cẩu nè anh chị, nó có bị mất một hai cái đốm lông ngay đây. Cái này sale nhanh cho anh chị luôn nha, lông hải cẩu không mới lắm, 25 nhân với lại 20, bên trong là lót vải phơm cớp luôn. Cái này sale nhanh cho anh chị với giá là 200.000 nha. Lông hải cẩu, trên đây là da bò. Cái quai nó cũng có độ cũ tương đương ha. 200 A23 200.000 cho cái túi này. A23. Tiếp theo, một cái Ninarissi nữa nè anh chị. Cái này còn túi vải đây. Túi này là túi đeo chéo nha. Ở bên trong lót vải ok luôn, lót vải cực kỳ đẹp. Canvas với lại da góc cạnh có sờn, cái quai này nó có bị sờn cái viền đen á, cái quai nó hơi sờn nhưng mà mình xài là cũng ok, không sao, không ảnh hưởng gì hết, không có lỗi nha. Phơm này đeo chéo nhỏ gọn của Nina, 25 nhân với lại 18. Cái này em đang bán với giá bao nhiêu, 500 mấy hả? Rồi sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 390 nha, 390.000 của Nina Rixi, mã là A24 390. Ninarissi A24 390 cho cái túi này. Tiếp tục cái túi màu hồng này nó đẹp dữ lắm luôn, giới thiệu hoài, sale bữa nay sale nhanh luôn nè. Màu hồng kiểu như là hồng sen á. 22 nhân với là 24 nhân với là 10, nó có trì trụi chút xíu nha, khoảng cỡ 82-85%. Còn cả dây đeo miệng rút đây, còn cả dây đeo anh chị nha, hàng có hiệu. Đẹp lắm, bên trong lót vải nha. Mình xách như vậy thấy đẹp, các chị phối đồ vô thấy cưng liền luôn. Rồi sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 400.000. Mã số là A25. A25 giá 400 cho cái túi này. Rồi tiếp tục, một cái túi công sở nè, cái này sale luôn. Công sở này rất là đẹp nhưng mà hơi lớn tuổi nha. Ngang đáy là được 25, ngang miệng 20, cao lên là được 25 luôn. Phơm này là phơm đeo vai, bên trong là lót vải như vậy, rất là đẹp. Rồi, không có gì để chê á. Giờ mình thích cái mẫu này, mình phối với cái đồ đơn sắc màu ghi, màu trắng, màu đen thôi là đẹp lắm anh chị. Nhưng mà nó hơi lớn tuổi chút xíu, 400.000 luôn. A26, 400. Hôm nay các chị mà đã từng xem những cái video trước em giới thiệu mấy túi này là mình coi cái giá mình sốc liền. Giá sale dữ dội lắm luôn á. Rồi, một cái túi này là của Einer, hàng hiệu của Đức nè. Einer này công sở đeo vai, bự, da xịn. Ngang là được 29, cao lên 20, độ dày là được 13. Hàng hiệu của Einer, cái chữ A hình móng ngựa nha, hàng này của Đức. Mà thường túi sách thì họ made in Italy nha anh chị nha. Cái này cũng không ngoại lệ, cái này túi sách này made in Italy. Ở bên trong là lót vải ha. Rồi,
Foam là foam đeo vai nha anh chị, không phải đeo chéo nha, đeo vai 2 dây hoặc là mình xách như vậy đi làm công sở rất là đẹp. Đó, đồ mới cao da xịn của châu Âu. Cái này sale nhanh cho anh chị với giá là 750 ngàn A27. Cái này là mới đầu em làm giá là 880 A27 nha. Rồi, tiếp tục. Một cái chiếc túi lục bình đan đẹp xuất sắc dễ thương vô cùng. Cái này chỉ mình đi mặc áo dài Tết rồi đó mình chụp hình nó cũng đẹp anh chị. Cái quai là quai trúc ha. Chỗ này là phối với lại hoa rồi chỗ này là lục bình. Size ngang á là được 23, cao lên là được 16. Có miệng rút đây. Cái này em đang bán với giá là 408. Đẹp lắm. Sale nhanh cho anh chị cái này 400 ngàn. Mới len ken mua tặng được á. A28 400 lục bình đan. Mấy lục bình đan này á ở gần em á em thấy có một chỗ người ta làm đó anh chị nhưng mà ta chỉ xuất khẩu thôi. Người ta không có bán ở trong mình ha. Cho nên là mình đi mua lại bên nước ngoài vậy nè, rồi xong mình quay trở lại mình xài những cái đồ của mình. Nhưng mà cái này hình như không phải, cái này là made in China. Ý em nói là những cái sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ giống vậy á. Rồi cái này là bằng da tổng hợp. Đẹp lắm, da tổng hợp mới lan can, form sang cực kỳ. 20 nè, nhân với lại 19 nè, nhân với lại 8 cm. Rồi mở ra bên trong là lót vải nha anh chị nha. Da tổng hợp cái này sale nhanh cho anh chị với giá là 250. A29 250 không có dây đeo ha, nó chỉ vậy thôi. Cái nào có dây thì em kéo cái dây ra em giới thiệu liền. Không có nói gì mặc định là không có dây. Hoặc là mất dây gì đó nhưng mà cái này thì không thiết kế dây. Rồi một cái chiếc túi này là da kỳ nhông kỳ đà ghép có độ cũ. Này, dây chập đôi nha, xách tay hoặc là đeo vai ngắn thôi, không có dài. Ở bên trong người ta lót vải luôn anh chị ơi. Ở trong lót vải ha. Cũng đựng được rất là nhiều nha, kỳ đông kỳ đà ghép. Ngang là được 27, cao lên là được 22, A30 220 luôn. A30 220, cái này hôm trước em bán 300 mấy á. Trời túi còn nhiều lắm anh chị ơi. Bây giờ em cố gắng em nói cho nhanh giới thiệu cho nhiều á. Còn rất là nhiều. Rồi. Ở đây là một cái clutch cầm tay canvas phối với lại da bò, có độ cũ, không mới ken, da màu nó nhu nha. Rồi. Ở bên trong lót da tổng hợp không có rách lỗi đâu nhưng có độ cũ theo thời gian. Đó, màu này thì nam nữ đều xài được, anh các chú hoặc các cô, các chị vẫn xài được. 25 x 16 nhân với lại 4. A31 sale nhanh 200. A31 200.000 cho cái túi này. Rồi. Cái vali của Einer của Đức. Vali này thì anh chị thấy bên ngoài cái mặt da nó có độ cũ như vậy ha. Dành cho anh chị cô chú nào thích dạng chất mộc, thích cái hàng xịn của châu Âu nhưng mà lại chấp nhận được cái độ cũ ha anh chị ha. Cái này không mới đâu, hàng của Einer luôn đó. Size ngang là được 45, cao lên là 34, độ dày đáy là được 15 cm. Khóa chìa, còn chìa khóa đây nha anh chị nha, chìa khóa nằm đây. Rồi cái này là dạng cái vali hành lý. Lưu ý là mình gu mộc gu chất thì mình hãy chốt mấy sản phẩm này, còn không thì mình sẽ khi mình đem về mình bị hụt hẫng liền, mình thấy nó ui sao cũ vậy. Đó. Rồi bên trong này là lót vải dập hiệu ha, và chỗ này để ngăn hành lý, chỗ này có thêm ngăn nhỏ cho mình nữa. Hàng thì rất là xịn nhưng mà người ta cũng xài nhiều rồi, mấy này hàng cổ anh chị. Sưu tầm thì ok. Rồi, gài cái này qua nó chỉ có ngăn lớn như vậy và một cái ngăn nhỏ phía trước này thôi. Chứ nó không có thêm nhiều ngăn nữa ha. Cái chìa, à đúng rồi, trong đây đó nó sẽ có gồm có chìa khóa của cái ổ này và chìa khóa của cái ổ này nữa anh chị. Nó có hai ổ, ổ cơ với một cái ổ mà nó dính ở trong cái túi luôn. Nãy quên coi bên trong nó có bị lỗi gì cái ngăn nhỏ không. Rồi ok hết anh chị ơi. Rất là đẹp xịn ha. Không có gì để phải lăn tăn ngoài cái việc mà nó có cũ, có sờn gốc, sờn da. Chứ nó không có rách nha. Cái này em đang bán 2 triệu và khuyến mãi nhanh cho anh chị với giá là 1 triệu 8. A32 1 triệu 8 A32. Rồi tiếp tục. Rồi cái này một cái túi da tổng hợp nhưng mà em khi mà khui hàng không kỹ em cắt nó bị dính trúng như vậy chút xíu chỗ cái quai nè. Còn bên dưới thì rất là mới, da tổng hợp da tổng hợp gì đó, da tổng hợp foam cớp dán sách nha.
Size ngang miệng là được 24 nè, ngang đáy là được 30, cao lên là được 18. Do trừ cái điểm này em bán cho mình với giá 50.000. A33 50k. Đẹp lắm. Nhưng mà có hơi mình cắt chút xíu á. Mình có thể quấn cái quai khác, mình quấn cái dây á mình xài, hoặc là mình để về mình xài thôi cũng được, không sao. Rồi một cái clutch cầm tay của Valentino da bò. 100k cho cái này, Valentino hàng dòng Mario của Ý anh chị. Nhưng mà có độ cũ nhiều nha, không có rách lỗi đâu nhưng mà có cũ nhiều. Đó, hàng made in Italy. Sờn gốc ha, nhầu đồ ha, cái này mình đựng giấy tờ giùm em. 27 nhân với lại 18, 100k, mã là A34. 100.000 thôi. Phí ship là 20.000 đồng ha. Giá em chưa có báo phí ship anh chị. Giá chưa bao gồm ship. Tiếp tục. Tiếp tục cái nào đây? Một cái clutch này của Đinh Hiu. Đinh Hiu khóa số nhưng mà cái này có độ cũ nha, da bò hàng hiệu của Đinh Hiu. Size ngang là được 25, cao lên là 18, độ dày là được 2 cm, khóa số là 111. Hàng có sử dụng nhiều, bên trong là lót da. Lót da nha anh chị nha, có nhiều ngăn lót da và lót vải luôn. Rồi phía sau lưng thì nó có thêm ngăn nữa nè, tinh túy đây. Đó, rất là nhiều ngăn phía sau lưng luôn anh chị ha. Nhưng mà cái này nó có bị hơi tưa chỗ này rồi. Hơi gì nè, ta bật á. Đây chỗ này nè. Mặt ngoài nó sẽ như vậy, mặt trong thì mình thấy nó rõ hơn, kiểu bật ra bật vô đó anh chị. Rồi sale rất là nhanh cho anh chị cái này với giá là 600.000. Hôm trước em bán 8-900 gì đấy. 600.000 A35. A35 giá 600. Tiếp tục. Em có một cái này. Cái này là của Angaro, còn hộp đây. Bên trong là một cái túi đã xài rồi nhưng mà cái hộp ta còn giữ ha, bằng da bò. Form này là form đeo vai giùm em nha, tăng đưa thì để đeo vai ngắn hoặc là hơi dài chút thôi chứ không có đeo chéo được ha, bằng da thật hàng hiệu của Angaro của Pháp, màu kem. 23 nhân đáy là 27, cao lên là được 19, độ dày là 8 cm. Rồi ở bên trong thì là lót, cái lót da này á là cái da lộn anh chị, và người ta có xài nhiều, nó có dính mực và nó có độ xuống màu. Đó, nó dính mực như vậy ha, có độ xuống màu luôn. Nhưng mà xài cực kỳ bền. Bên trong có kèm cho mình cái gương của Angaro nữa nè. Có mấy cái tiền của người xài trước á. Rồi. Đó. Đồ cũ ha, có đồ cũ. Còn hộp luôn nhưng mà không có mới ken. Rồi, đếm coi cái này em đang bán nhiêu, sale sốc luôn nè. Còn cái hộp nha. Còn túi vải luôn đó anh chị, còn hộp còn túi vải. Rồi cái này em đang bán với giá là 600.000 và sale nhanh cho anh chị với giá là 400. Còn hộp còn túi vải như vậy ha. Rồi, nhưng mà cái túi thì người ta có xài rồi. Có dính mực, có độ sờn của cái lót. 400.000. A mấy đây? A36. 400. Của Angaro. 400.000 là anh chị biết cái giá này nó bằng cái giá của da tổng hợp bình thường em bán thôi. Không có mắc đâu. Mình đã nói sale là sale xuất qua ga luôn. Rồi một cái túi này do tổng hợp quay trúc nè, 2-1 nguyên combo. Dây nhỏ nhiều lắm, nhiều dây lắm. Đây. Dây là mình có thể xách bằng cái quay trúc nè, mình có thể đeo vai nè, có thể đeo chéo nè, nhiều dây lắm. Rồi bằng da tổng hợp phối với lại vệ bố ha, có thêm một cái ví nhỏ cho mình. Ở bên trong thì lót màu đỏ. Combo này size ngang là được 33, cao lên là được 37. Còn cái ví này thì nó là được 21 nhân với lại 14. Cái này mình hoàn toàn có thể tháo rời được anh chị nha. Chốt giùm em combo này em bán cho mình với giá là 350 luôn. Nguyên hai cái vậy á, 350 A37. A37 giá là 350 cho nguyên combo hai cái túi, mới đen ken nha, không có cũ. Rồi, tiếp tục. Một cái túi này là để đeo beo. Hàng có thể đeo thắt lưng hoặc là mình đeo chéo bằng da mộc. Màu đen rất là đẹp luôn, form nhỏ không vừa điện thoại. Em bỏ thử coi vừa không. Đây mình để nó dày nha anh chị. Anh có chị nào à mình để dày cũng ok nha, mình vẫn xài được anh chị ha. Rồi. Tự nhiên cái nó bị chậm cái hình. Rồi, bằng da mộc luôn, bên trong ta không thèm lót luôn, để nguyên cái sáo da luôn. Size ngang là được 14, cao lên là được 15, độ dày là 3. Dây này mình có thể gắn thắt lưng nè.
hoặc là mình có cái thắt lưng riêng của cái quần rồi đó thì mình gắn vô thôi, hoặc là mình lấy dây này mình đeo chéo ha, đẹp lắm. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 390, giá siêu sale quá anh chị, 390, 300, mã là A38, 390 ngàn, chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi tiếp tục, một cái túi này là cũng lục bình luôn, lục bình đan luôn, phối với lại da tổng hợp, phơm sách, hàng có hiệu á. Size ngang là được 30, ngang đáy là được 22, cao lên là được 18. Cái này thì nó có độ cũ hơn cái hồi nãy nha, nhưng mà còn đẹp lắm. Rồi cái này sale nhanh cho anh chị với giá là 390 luôn, lục bình đan, mã là A39, 390 ngàn, A39, 390 ngàn cho cái túi này. Tiếp tục, một cái túi da bò phủ bóng của nữ ha, xách tay ha, size ngang là được 18 nè, ngang đáy là 21, cao lên 20, độ dày là được 10 luôn. Rồi dáng xách tay giùm em, bên trong là lót vải nha, đó bên trong lót vải như vậy, đẹp. Rồi sale nhanh cái này cho anh chị 450, còn mới lắm anh chị ạ. Da phủ bóng nhưng mà độ mới còn cao lắm nha, nó không có bị mất cái phần bóng đâu, nó có trầy xước vài vết nhỏ nhỏ thôi. 450, mã là A40, 450, đẹp. Bình thường mấy cái này là giá 8-900 không anh chị, không có giá rẻ đâu, tại vì nó là bằng da thật và cái dáng đó là dáng hộp đẹp luôn á. Rồi tiếp tục, một cái túi da lộn màu đỏ nè, phom đeo chéo luôn, rất là chất, hàng của hiệu New York, 35 nhưng với lại 28 nha, cái này không phải là vải nha, cái này là da lộn anh chị, rất là mới luôn. Phom đeo chéo có nút như có cái khóa cái gì, cái miếng dán như vậy ha. Rồi sau đó bên trong là lót vải luôn. Cái này sale nhanh cho anh chị 300, 41 A41, mã A41, giá 300 ngàn, màu đỏ tươi tươi luôn. Rồi tiếp tục, tiếp tục là tới cái này. Cái này là da tổng hợp, dán sách nha, da tổng hợp màu kem kem, lộn màu ghi ghi. Cái này lỗi lót, bán giá lỗi lót, mình vẫn về xài được anh chị nha, cái lót nó hơi xấu quá. 24 nhân với lại 22, cái này em bán giá lỗi lót 80 ngàn, da tổng hợp nha, không phải da thật. A42, 80k cho cái túi này, A42, 80 ngàn. Tiếp tục, một cái túi này là túi da, này đẹp nè, đẹp chất mà, siêu. Đây, bằng da, đó, khoen khóa là sáng trưng luôn. Form này mình xách, size ngang là 35, cao lên là 22. Rồi rất là đẹp nha, A43, em bán cho mình với giá là 350. A43, 350, bên trong lót vải có khóa kéo miệng luôn, xách như vậy rất là đẹp, giá siêu rẻ rồi. Rồi tiếp tục, một cái túi nhựa, bằng nhựa, ánh nhũ như vậy, xách tay ha, size ngang là được 23, cao lên là được 18, bên trong là lót vải như vậy, 100 ngàn, A44, 100k. Không có lỗi lầm thì em lướt nhanh nha anh chị nha, còn mà có lỗi thì em dừng lại, em báo lỗi, còn không thì em nói nhanh để em giới thiệu được nhiều á. Rồi một cái túi vải phong nè, đi tiệc được luôn, rất mới, 26 nè, nhân với lại 16 của các cô ha, đó đẹp vậy đó. Rồi bên ngoài sau này có một cái ngăn nữa, cái này em bán cho mình 150, bằng vải nha anh chị, nhưng mà y chang như bằng da vậy, phơm hộp cứng cáp. A45, 150, A45, 150 cho cái túi này. Một cái túi da bò nè, cái này mới da bò nè, da bò màu đỏ bằng da, rồi bên trong người ta thêu đẹp xuất sắc, các cô mình xách thích liền. Nhưng mà các cô nào mình hơi lớn tuổi khoảng ngoài 50 á, mình xài này đẹp. 22 nhân với lại 18, phơm cớp luôn, bên trong là lót da và lót vải nha. Độ mới cái này rơi vào khoảng cỡ 85%. Cái này em đang bán với giá là 480 và sale nhanh cho anh chị 400. A46, 400 ngàn.
A46 giá 400.000 cho cái túi này. Oxy hóa rất là nhẹ. Rồi, tiếp theo cái clutch này thì nó sẽ bằng da tổng hợp anh chị. Clutch khóa số AMS luôn nhưng mà nó da tổng hợp nha, khóa 3 số 0. Ở bên trong là ghi bách in China và nó có trầy sờn chỗ này đó, bán giá lỗi ha. Size ngang đó là được 25, cao lên là được 18, xài vẫn bình thường nha, nhưng mà nó da tổng hợp thôi. Em bán cho mình 200.000. A47 giá 200. Trời ơi, cái này rẻ lắm à. Tiếp tục, một cái túi này là bằng da bò, foam Kelly da bò nhưng nó không mới nha, màu xanh, có dây đeo đây, dây đeo hoặc là mình xách nha. Foam này gọi là foam Kelly, hàng hiệu của Valentino Dini của Italy. Bên trong cái lót thì cái lót này nó không có dính nhưng mà nó có trầy sờn như vậy thì nó xấu anh chị, và một thời gian nữa thì nó bong ha. Đây nè, nó có trắng trắng này, em lao không có ra nha, coi như là bán giá lỗi luôn ha. À, nó cũng lỗi lót anh chị. Rồi, bán giá lỗi lót luôn. Cái này em bán cho mình với giá là 100.000 thôi. 100.000 nha, bằng da. Mình về mình thay, mình có thể dán cái lót khác lên hoặc là mình thay cái lót đó. A48 100.000 giá lỗi lót nha anh chị. Cái này lỗi lót. Rồi, tiếp tục. Có cái túi này đẹp lắm. Túi này bằng da màu kem. Mới lắm. Màu rất là nhu, xách tay như vậy giùm em. Ngang đáy là được 27 nè, cao lên là được 13. Hàng khóa sáng trưng màu vàng, hàng có hiệu nha. Rồi, bên trong là lót phun sơn. Cái này lót phun sơn sale nhanh. Lót phun sơn mà nó có bị trầy ở hai bên. Hiện tại mình vẫn xài được nhưng mà độ bền của cái lót nó không cao. Khi mà cái lót đó nó hư thì anh chị cắt bỏ nó luôn, rồi mình xài cái sớ da bên trong là xài ok ha. Rồi, sale rất là nhanh cái này cho anh chị với giá là 300.000. Mã là A49 300. Lót phun sơn có trầy lót, A49 giá 300.000. Rồi, một cái nào nữa đây. Rồi, cái clutch này của Einer da bò cũ nha, không mới nha, chất cũ, hàng hiệu của Đức, da châu Âu. 39 nhân với lại 27, khóa chìa, mất chìa khóa. Cái này mình mua chung với cái vali hồi nãy được anh chị. Ở bên trong là lót vải nha. Rồi, cái này đựng A4 Vivu, là dạng tép A4 thôi. Khóa nó trầy, da đồ góc cạnh đồ này kia thì nó có sờn ha, trầy trên da ha. Cái này em đang bán với giá là 500 và sale nhanh cho anh chị 400.000. Mã là A50 giá 400.000. Xong, em sẽ kết thúc cái video này ở đây. Em vẫn còn video khác nữa và sẽ tiếp tục giới thiệu những sản phẩm túi sale anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái món hàng trong video này và hẹn cả nhà vào những video sau em tiếp tục giới thiệu hàng mới anh chị ơi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.